Sữa cô gái Hà Lan được làm từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nghiêm ngặt, trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Với kinh nghiệm đúc kết hơn 145 năm qua, chúng tôi mong muốn mang trọn tiêu chuẩn Hà Lan qua sự tươi ngon tự nhiên và thuần khiết cho người tiêu dùng ở Việt Nam, như cách mà chúng tôi đã và đang làm ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đó là những gì mà hãng sữa nổi tiếng Dutch Lady, cô gái Hà Lan, tự tin tuyên bố trên trang chủ của mình. Và đối với một người hâm mộ của đội tuyển Hà Lan nói riêng và đất nước cũng như con người Hà Lan nói chung, thì tôi chỉ biết ước rằng ngày nào đó nền bóng đá Hà Lan có thể quay trở lại đỉnh cao và đạt được sự uy tín bằng 1/10 ngành sữa của họ. Là một người từng sống ở Hà Lan vài năm, tôi đã lỡ bước vào cuộc tình ngang trái vãi cả với đội tuyển bóng đá quốc gia của họ. Trong quãng thời gian mà tôi xem bóng đá với sự cuồng nhiệt và trong sáng nhất, thì họ lại không được tham dự giải đấu lớn nào hết luôn. Và đến lúc họ trở lại với đấu trường quốc tế tại Euro năm ngoái, thì họ lại thất bại trước đội tuyển Cộng hòa Séc một cách đầy thất vọng. Đến năm nay, họ lại tiếp tục được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup và đến thời điểm này đã chính thức vượt qua được vòng đấu bảng. Đầu thì đã xuôi, nhưng đuôi thì chưa chắc lọt. Là người theo dõi sát sao tình hình của những chàng trai đến từ xứ sở cối xay gió, tôi vẫn chưa thể yên tâm khi mà đội tuyển Hà Lan vẫn đang lộ ra rất nhiều điểm yếu ở mùa World Cup năm nay. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với tôi điểm qua 3 điểm yếu lớn của họ. Mặc dù tôi vẫn yêu họ vậy. Cuộc tình đẹp nào cũng đau đớn như thế này sao? Thử đếm xem có bao nhiêu đội tuyển lớn không sở hữu một chân sút đẳng cấp tại World Cup 2022. Đức, Bỉ, Argentina. Và đoán xem phong độ của họ tại giải đấu lần này đi. Đức đang thi đấu chầy chật và buộc phải thắng Costa Rica với cách biệt từ 2 bàn trở lên thì mới có hy vọng đi tiếp. Bỉ thì chuẩn bị ra về ngay từ vòng đấu bảng khi trên tuyến đầu là người rơi Michy Batshuayi chứ không phải là Romelu Lukaku, cái tên vẫn đang chưa đạt được thể trạng tốt nhất sau chấn thương. Argentina thì mới có được 3 điểm đầu tiên trước Mexico sau chiến thắng đậm dấu ấn cá nhân của Lionel Messi. Thực tế, dù là Albiceleste có một Lautaro Martinez tài năng, nhưng bản thân tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan chủ yếu tham gia vào mặt trận không bóng là chính, vì việc ghi bàn đã là của người mà ai cũng biết là ai kia rồi. Hà Lan gặp phải vấn đề tương tự ở trên hàng tiền đạo, và trường hợp của họ thì giống Đức hơn cả. Dù từng sở hữu không ít tiền đạo tài năng trong quá khứ, thế nhưng bóng đá xứ sở hoa tulip hiện tại lại rơi vào cảnh hạn hán các chân sút chất lượng. May mà trên băng ghế huấn luyện của Hà Lan không có những Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy hay Roy Mackay, nếu không thì họ cũng tăng sông mà làm vài câu cảm thán bằng tiếng Hà Lan mất. Những người được kỳ vọng sẽ gánh đầu ra bàn thắng của club màu da cam là ai? Memphis Depay thì không đạt được phong độ cao do ngồi dự bị quá nhiều. Steven Bergwijn thì chưa bao giờ được biết đến với khả năng dứt điểm. Còn dạng số 9 đúng nghĩa như Vincent Janssen, Woodward hay Luke de Jong thì thôi khỏi đi. Tất cả hy vọng ở tuyến đầu của Orange lại được đặt lên vai của Cody Gakpo, một cầu thủ mới 23 tuổi và đang thi đấu trong áo của PSV Eindhoven, một câu lạc bộ không nằm trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Gakpo đã ghi được 3 bàn thắng ở kỳ World Cup 2022, nhưng chẳng có gì đảm bảo là cậu sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp. Không phải không có lý do để chúng ta nghi ngờ khả năng gánh kèo của Gakpo, cho dù cầu thủ sinh năm 1999 giờ đang chém trệ trên đầu danh sách vô phá lưới với 3 bàn. Thực ra, phẩm chất cá nhân của Gakpo không phải là thứ chúng ta nên đặt nghi vấn, mà là sự ăn khớp với các đối tác xung quanh. Trong 3 bàn thắng mà Gakpo đã ghi được ở giải năm nay, 2 bàn thắng đầu tiên chỉ đơn thuần là mang tính khoảnh khắc, còn bàn thắng thứ 3 là pha phối hợp thành công hiếm hoi của bộ 3 trên hàng công của tuyển Hà Lan. Việc tiền đạo cắm của đội không mở được khoảng trống cho Gakpo ghi bàn thực sự là một vết thương chưa lành có thể khiến cho Hà Lan ngã ngựa ngay vào knock out sắp tới. Gakpo còn trẻ, thậm chí còn chưa có cơ hội cọ sát ở các giải đấu top đầu châu Âu. Vậy nghi vấn tiếp theo mà chúng ta nên đặt ra ở đây là đặt trọng trách ghi bàn của cả tuyển quốc gia lên một cầu thủ còn non kinh nghiệm, liệu có phải là canh bạc được ăn cả ngã về không của Van Gaal hay không? Tất nhiên, nhiều người hâm mộ có thể tranh luận về việc các nhà vô địch gần đây không cần thiết phải có một chân sút đẳng cấp và nhà đạn tằng tằng trong đội hình. Tuy vậy, nên nhớ cả Pháp hay Đức đều hoặc sở hữu những siêu sao có khả năng gánh tim, hoặc có một hạt tấn công đồng đều. Các fan của Manchester United đã thấy tiếc chưa? Tất nhiên là tiếc hùi hụi rồi, vì Frankie de Jong đang chơi quá ấn tượng tại kỳ World Cup 2022. Nhìn từng bước chạy rồi quan sát những pha chạm bóng của de Jong thì chúng ta đã hiểu vì sao mà Erik ten Hag lại muốn đưa tiền vệ của Barcelona về Old Trafford đến vậy trong mùa hè vừa qua. Và tôi nghĩ là nếu cứ giữ được phong độ này trong vài năm tới thì người Hà Lan nên đổi nó từ gánh tim thành Frankie de Jong luôn cho xong. Nhưng nói Erik ten Hag sim de Jong 1 thì phải nói Louis van Gaal sim de Jong 100, 200. Huấn luyện viên của Hà Lan quá yêu de Jong và xoay hệ thống của đội tuyển xung quanh anh. Tuy vậy, điều này lại gây ra một vấn đề lớn, đó là việc club màu da cam quá phụ thuộc vào số 21. Thế nên mặc dù trên giấy tờ thì Hà Lan ra sân với một cặp tiền vệ trung tâm được tạo nên bởi công thức de Jong cộng 1, nhưng mà cái ông cộng 1 đấy chắc chỉ là thủ tục thôi.
Louis van Gaal có vẻ là thấy De Jong ngồi dự bị ở Barcelona hơi lâu, nên ông giao tất cả trách nhiệm cho số 21. Nào là điều tiết lối chơi, nào là lùi về kéo bóng, nào là tạo đột biến ở 1/3 cuối sân. Tóm lại là từ kiến tạo cho đến ghi bàn, có gì giao được thì ông giao tất. Việc quá phụ thuộc vào De Jong là một canh bạc khác mà Van Gaal đã đánh từ đầu giải cho đến giờ. Trong đống tác vụ mà Van Gaal giao cho De Jong có cả kéo bóng, trong khi De Jong vốn là cầu thủ đá thấp nhất hàng tiền vệ. Khi số 21 kéo bóng lên, anh sẽ bỏ lại một hàng phòng ngự không có ai che mặt ở phía sau. Và do đó, dù mà có mất bóng thì Van Dijk và đồng bọn sẽ phải một mình chống đỡ đòn hồi mã thường từ đối thủ. Tình huống trên hình mà các bạn đang quan sát diễn ra cho trận đấu gặp Ecuador, De Jong với pha kéo bóng của mình đã tiến rất gần tới khu vực vòng cấm của đối thủ. Tuy nhiên, để làm được điều này, số 21 đã chấp nhận bỏ lại các trung vệ của mình ở phía sau. Nếu như ba cầu thủ của Ecuador có pha truy cản hợp lệ thì hàng thủ Hà Lan sẽ dính ngay một pha phản công đánh vỗ mặt mà không tiền vệ nào có mặt để hỗ trợ. Thực tế, căn bệnh phụ thuộc vào Frankie De Jong đã suýt báo hại Hà Lan không ít lần. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng với Senegal, đã có không ít lần số 21 mất bóng khi bị áp sát gần khung thành đội nhà và đặt khung thành của Arjen Robben ở trong tình thế báo động. Rõ ràng là dù có xuất sắc tới đâu thì khi phải gánh vác quá nhiều trọng trách và trở thành trung tâm của mọi đường lên bóng, anh chàng điển trai này vẫn sẽ có những giây phút sai lầm. Mà đá cúp thì không giống đá ở giải quân nội đâu, sai lầm thì chỉ có đi về nhà. Có một con số vừa thú vị nhưng cũng vừa đáng buồn, đó là việc cựu huấn luyện viên Manchester United đã dùng tới 3 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau cho 3 trận đấu ở vòng bảng của Hà Lan tại World Cup 2022. Bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia khác bóng đá ở các câu lạc bộ ở chỗ các huấn luyện viên sẽ ưu tiên sự chắc chắn và ổn định. Vì thế việc đá 3 trận thì xoay tua cả 3 rõ ràng là không ổn chút nào. Nhất là khi dù với sự lựa chọn nhân sự nào thì Frankie De Jong vẫn là trung tâm và là hạt nhân duy nhất trong cách triển khai bóng của đoàn quân áo cam. Ngoài Martin De Roon còn để lại ảnh hưởng trước một đối thủ yếu là Qatar, còn lại như Steven Bergwijn hay Tern Koopmeiners đều không thực sự mang đến độ hiệu quả ở trên sân. Cần phải nhắc lại, vấn đề không phải đến từ việc họ chơi tồi hay do Frankie De Jong đá tệ, mà là do quyết định sử dụng Frankie De Jong của Louis van Gaal. Vị chiến lược gia lão làng này muốn cậu học trò cưng phải càng đáng quá nhiều thứ, từ phòng ngự cho đến tấn công, và khiến cho người đá cặp cứ di chuyển nhồng nhồng ở phía trên mà chẳng được chạm bóng. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Louis van Gaal đang đặt thành bại của Hà Lan tại kỳ World Cup lần này lên vai của Frankie De Jong. Và chỉ cần số 21 hắt hơi sổ mũi một tí là đội tuyển sẽ gặp vấn đề ngay. Thử tưởng tượng, một mình De Jong cầm bóng mà bị đối phương áp sát và không có ai lùi về để hỗ trợ thì sẽ ra sao? Điều này đã xảy ra quá nhiều lần trong hai trận đấu đầu tiên khi vị trí của người đá cặp với De Jong quá xa so với anh. Thế nên, khi rơi vào thế bí, tiền vệ 25 tuổi thường hoặc tự mình nỗ lực kéo bóng lên và chấp nhận rủi ro, hoặc cố gắng giữ bóng rồi chuyển về cho đồng đội ở tuyến dưới. Dù là kịch bản nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng luân chuyển bóng, đặc biệt là qua trùng dọc, cũng như khả năng phòng ngự cho những pha chuyển trạng thái của Orange. Đây là quyết định của Van Gaal khi ông tin tưởng cựu cầu thủ Ajax có thể một mình gồng gánh cả tuyến giữa của club màu da cam trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Frankie De Jong có thể đảm nhiệm được công việc này hay không? Câu trả lời là có. Thế nhưng, câu chuyện về tính thiếu liên kết giữa tuyến dưới và tuyến trên, cũng như những rủi ro khi De Jong để mất bóng có đáng để đánh đổi hay không? Câu trả lời là không. Nên nhớ rằng, một đội tuyển được tổ chức rất chặt chẽ với bộ ba tiền vệ Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musa chơi cơ động và quyết liệt, và sẽ là tự sát nếu như cứ để Frankie De Jong thân cổ thế cổ trước họ. Hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy tình huống này trên sân trong trận gặp Ecuador. Một mình De Jong cầm bóng đi lòng vòng ở khu vực giữa sân, cố gắng tìm ra một điểm đến cho trái bóng. Nhưng đau đớn thay, tuyến giữa của Hà Lan vắng tanh như chùa Bà Đanh khi Koopmeiners đã chạy tít lên phía trên. Một tình huống tương tự xảy ra chỉ 2 phút sau đó. Lần này với sự khéo léo của mình, De Jong đã đi bóng vượt qua được lớp áp lực đầu tiên của đối phương. Tuy nhiên, Hà Lan không thể mãi trông chờ vào những pha xử lý cá nhân như vậy được. Một giải pháp với Louis van Gaal, nếu ông có xem được video này, đó là chỉ đạo người đá cặp với Frankie De Jong lùi sâu thường xuyên hơn để hỗ trợ cho số 21. Nhưng Van Gaal thì không chờ Gen Tactics. Cựu chiến lược gia Manchester United đã nhận ra vấn đề không chỉ với vị trí mà còn là về vai trò của De Jong. Ông sử dụng Martin De Roon, một cầu thủ có sở trường chưa dọn dẹp và chia bài, chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Qatar mới đây. Cục cưng De Jong được dâng cao, giặt trái nhiều hơn và quan trọng nhất là được giảm tải công tác phòng ngự. Đây là một giải pháp hợp lý khi số 21 có thêm một cộng sự để hỗ trợ trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Chứ để cái cảnh mà chàng trai tóc vàng này bị khóa chặt nhưng lại chẳng có ma nào bên cạnh đỡ việc thì là ối giời ơi luôn đấy. Tất nhiên, đó là trong trường hợp Hà Lan cần sự chắc chắn bên phần sân nhà. Còn nếu như Van Gaal vẫn muốn Frankie De Jong đá đáy và làm tất ở tuyến giữa, đồng thời sử dụng một số 8 dâng cao ở tuyến trên, thì việc chỉ đạo những Daley Blind hay Julian Timber di chuyển gần với anh hơn để hỗ trợ là điều bắt buộc. Ít nhất là nếu đối thủ phong tỏa được De Jong, thì cơn lốc màu da cam vẫn còn những người khác có thể nhận bóng. Tuy vậy, đây là đơn thuốc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Khi nó yêu cầu người đá cặp cùng với các trung vệ di chuyển nhiều hơn để hỗ trợ tiền vệ sinh năm 1997.
Tuy vậy, vấn đề về khả năng phòng ngự và tranh chấp khi đá đáy của De Jong thì vẫn còn đó. Thế nên, trong một trận đấu với tính chất knock out thì phương án đầu tiên, tức sử dụng một người đã quen với nhiệm vụ chuyên dọn dẹp như Martin De Roon và giải phóng Frankie De Jong là giải pháp an toàn và hợp lý hơn với Louis van Gaal. Kỳ World Cup 2022 với không một tiền đạo chất lượng nào đã dở và World Cup lại lòi ra cái bệnh phụ thuộc vào Frankie De Jong thì còn dở hơn nữa. Thực tế, đôi khi theo dõi Hà Lan gặp mấy đội mạnh như kiểu Pháp hay Brazil thì lại thấy thoải mái chứ không thấy lo. Nhưng khổ nỗi đây mới là vòng knockout và muốn gặp được Pháp hay Brazil thì trước mắt Orange phải vượt qua được Mỹ đã. Đoàn quân trẻ trung của Greg Berhalter sở hữu thành tích bất bại ở vòng bảng và cũng đang trình diễn một lối chơi đầy khoa học. Nên là làm ơn, vấn đề tiền đạo thôi thì là câu chuyện của thời thế. Còn bệnh sim De Jong thì nhất định là phải chữa nhé Van Gaal. Tin vui cho các cổ động viên của câu lạc bộ Màu da cam là vị chiến lược gia lão làng này đã thay đổi trong trận gặp Qatar. Nhưng nỗi lo thì vẫn còn đó. Các đối thủ đã biết đến điểm nổ của Hà Lan nằm ở đâu. Chỉ có điều là họ có thể khóa chặt nó hay không mà thôi. Ecuador đã làm được. Mỹ mà làm được nữa thì... thôi thì đợi World Cup 2026 vậy. Hy vọng là viễn cảnh đó không xảy ra. He he.